Chào các bác và anh em. Chào các bác và anh em quay trở lại với kênh YouTube của bên công ty Zika. Và ở video ngày hôm nay bên công ty Zika chúng em test một combo cho anh Đặng Văn Nam. Anh Đặng Văn Nam anh ở xóm Na Sơn, xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội. Và bộ combo của anh Văn Nam này gồm các thiết bị như là một đôi loa JBL LS115 bass 40 và một chiếc âm ly liền vang Jaguar PA602S, bản S là bản nâng cấp, được trang bị cả cổng quang nhé. Một chiếc âm ly đến từ Jaguar PA602S được trang bị Bluetooth, USB, thẻ nhớ và cổng quang, tích hợp luôn cả vang liền vào trong đấy. Nó cho chúng ta khai thác được công suất cũng như là cái hiệu năng về karaoke nghe nhạc rất là chi tiết và hay, cực kỳ sâu lắng. Với bộ combo này thì bên công ty Zika chúng em có tặng cho anh Văn Nam hai cái mic Subox SU và SU988, đúng rồi, Subox SU988, hai chiếc mic dây. Và các bác có thể nhìn thấy hai chiếc mic dây đây. Hai chiếc mic dây cao cấp này SU988 đấy ạ. Và chút nữa thì em sẽ test luôn một đoạn karaoke trên chiếc mic này cũng như là bộ combo của anh Nam. Một đôi loa JBL LS115 bass 40, một trung 20 và hai chép. Một con Jaguar PA602S bản nâng cấp, tích hợp cổng quang, đầy đủ Bluetooth, USB, thẻ nhớ. 12 triệu cho bộ combo này. Và giờ em sẽ tăng volume lên. 12 triệu rưỡi thì em xin lỗi, khách đã cọc cho chúng em 500. Đúng là 12 triệu tròn thì khách cọc cho bên chúng em 500, còn thu lại là 11 triệu 500. Ok, và giờ em sẽ tăng volume lên để chúng tăng, để cho anh Văn Nam và cùng các bác và anh em nghe xem cái sự phối ghép giữa một chiếc âm ly PA602, một chiếc âm ly liền vang với một đôi JBL Bass 40 xem nó có hợp nhau không. Em khẳng định luôn các bác, cái cách phối ghép như thế này vừa tiết kiệm chi phí lại vừa đạt được cái hiệu năng rất là tốt, nghe rất là hay, tiếng bass rất là căng, nó đánh cực kỳ hay luôn. Các bác và anh em nếu đang đeo tai nghe mà nghe tinh thì sẽ thấy tiếng phành 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 phành. Đó là những cái tiếng phành phành của Trần Thạch Cao và cái cửa kính kia của chúng em. Bởi vì ở trong này chúng em đánh con JBL LS115 này bass 40 nó quá khủng. Tiếng trống của nó rất là căng và chắc, cho nên là nó rung động đến những cái đấy, em sẽ cố gắng một ngày gần nhất chúng em sẽ khắc phục đi những cái lỗi vặt này, những cái tạp âm linh tinh này. Ngoài bên chúng em cũng đang có khách đến lên một cấu hình combo karaoke thì kỹ thuật viên bên ngoài đang set up thì nó sẽ lẫn một chút tạp âm vào, các bác và anh em thông cảm nhé. Ok, tiếp đến là phần test về cái khả năng trình diễn karaoke của bộ combo của anh Nam. Đúng rồi, anh Văn Nam. Sau đây xin mời anh Văn Nam cùng các bác và anh em đeo tai nghe và để chúng ta trải nghiệm cái chất âm cũng như cái khả năng trình diễn của bộ combo này nhé. Còn gì đâu thôi đừng đến đáng cay thêm, đoạn buồn ta đi
còn dài lê thê, bởi còn đam mê xuôi bước chân quê về nên nhớ quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Tôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm sầu ôi thương nhớ chẳng sao. Tôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em sẽ như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu em. Tôi đừng đến đáng cay thề, còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em. Xa cách xa nhau rồi thôi nhé, quên trong đời còn có yêu xin hay làm người làm nghe em. Vâng, đây là chính là đôi mic được tặng kèm bộ combo cho anh Văn Nam. Và mọi chi tiết các bạn và anh em có thể liên hệ tới hai số hotline của chúng em để tư vấn cũng như là set up những bộ combo theo cái mức đầu tư của mình. Về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm sầu ôi thương nhớ chẳng sao. Tôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu em. Tôi đừng đến đáng cay thề, còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em. Xa cách xa xôi rồi thôi nhé, quên trong đời còn có yêu xin hay làm người là nghe em. Vâng, bây giờ em sẽ dừng video để cho bên nhân viên đóng gói sản phẩm để chuẩn bị đưa sang lắp cho anh Văn Nam. Ok, anh Văn Nam yên tâm nhá. Bộ combo của anh gồm đôi LS115 bass 40, một trung hai chép và một chiếc âm ly liền vang Jaguar PA602S bản nâng cấp nhá. Và tặng kèm cho anh hai chiếc mic cao cấp của Subox model là SU988. Và các bác và anh em có những cái nhu cầu tư vấn cũng như là setup một bộ combo karaoke có thể liên hệ trực tiếp cho chúng em nhé, bên công ty Zika chúng em. Em sẽ dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video clip sau.